Everybody, welcome to Health với KT. Chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Health với KT. Thì giữa lúc thời buổi có nhiều game mới thì chúng ta cũng không thể nào quên một số con game huyền thoại. Đó là chúng ta hôm nay sẽ đến với con một phiên bản của tình thiên hạ, đó là con tiên kiếm kỳ hiệp. Không phải lúc nào mày heo cũng nhớ được cái tên gốc của nó đâu các bạn ơi. Ok, phiên bản này thì free rất là nhiều luôn, có kiếp đồ vô nhập là nhận quà mê ly. Ok, nhưng mà vẫn như thường thôi, chọn nhân vật nữ nha. Ok, chạy đi bộ. Ồ, bỏ qua. Rồi rồi rồi, khu an toàn. Ok, cắn liền. Đây, đầu vô là 8 ức kim nguyên bảo khóa và 8 vạn 8 gì đó. Nói chung là 88 hay là bao nhiêu đó quên mẹ nó rồi. Nói chung là gần hơn 1 tỷ hay là gần 1 tỷ gì đó. Kim nguyên bảo thường và kim nguyên bảo khóa. À, cắn kim nguyên bảo thì ăn được kim nguyên bảo nạp luôn nha các bạn. Quà nạp, quà VIP, đồ đầy đủ luôn ha. Rồi, nhận hết, nhận hết. Xong rồi sẽ đậu tương đó, cắn môi các bạn à. Ok, rồi chúng ta sẽ đến với không tin server để mà đi nhận thêm quà code các kiểu ha. Vì game này sẽ có rất nhiều rất mệt, rất mệt. Mày đứng đây đi. Đó, đây mở cái túi cho bự để mày nhận quà. Đó, rồi đi chạy nhiệm vụ đi. Tao đến với thông tin server đây. Đây, tiên kiếm kỳ hiệp khai mở server 11 phần long tặng bộ code VIP tân hữu, thời gian open 14 giờ thứ ba ngày 22 tháng 8 2023. iOS, Android, PC tải game tại link nè ha. Nhóm Zalo. Cập nhật phiên bản mới siêu cày cuốc. Tạo nhân vật nhận ngay 888 triệu kim nguyên bảo. Trên quái rơi kim nguyên bảo. Cài chay lên VIP. Đeo máy offline nhận kim nguyên bảo. Săn boss được đồ VIP. Tất cả vật phẩm đều có khi săn boss. Sự kiện chia sẻ nhận quà siêu VIP cho toàn server. Phần hưởng gồm 100 triệu kim nguyên bảo. Xét đá VIP cấp 15. Hú cưỡi VIP thiên giới tọ kỵ ha. Like, share, comment cái kiểu. Tổng hợp event nhận quà khủng. Event đua top. Fan cứng. Đánh giá fanpage. Chia sẻ máy chủ mới. Event nhận quà tích lũy nạp. Khuyến mãi nạp. Máy chủ gì đang chủ nè. Tiên kiếm kỳ hiệp .gmobi.net. Fanpage group Zalo. Đây, bộ code tân hữu nè ha. Còi ra thì game còn có code ngày nữa nha các bạn ơi. Rồi, dạy dòng để làm chi? Dạy dòng để làm chi? Nằm đâu bắt mẹ nữa rồi, đây. Ok, nhận hết code nha các bạn ơi. Đó. Ủa. Ok luôn. Rồi, ok luôn. Ok, cái nữa luôn. Đó, đây là có tân hữu hả? Rồi, lấy hết. Cái này để bác cái đá rồi không rồi các bạn ơi. Đá cấp 14 đồ này nọ đó. Không có gì ngon cả. Nên là chúng ta sẽ đến với code like share. Ok, code like và code share. Đâu rồi? Đây. Ok, một code, hai code. Rồi, một quà đâu, chưa thấy quà đâu hết. Đây, 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 thấy rồi, thấy rồi. Đó, đá nè hả? Đá nữa nè. Đó, ok. Rồi, đó, code ngày, lập luôn code ngày. Chắc chắn là code ngày sẽ ăn được rồi.
Ok, một code ngay. Đây nữa nè. Hai code ngay. Rồi, đâu nữa, còn không? À, update kìa các bạn, update trang bị mới hay gì kìa. À, set trang bị mới cấp 19 kim quang. Set bách chiến cấp 15 thanh long. Bảo hạch 18, ghép bách chiến cấp 14. Đồ rơi gì? Cập nhật đồ rơi khi đánh boss VIP. Đá rơi thấp nhất là đá 14. Wow, ok ok. Ngon ngon ngon. Có phanh cứng đồ luôn nè hả? À, rồi code ngày không? Đây nữa nè anh em. Đó, code 19. Trời ơi, vô số bồi ơi. Còn đây nữa nè, 18. Ủa, code 18 xa quá nó không cho xài hả ta? Ok, vậy cũng được cả mớ rồi. Đó, đó, đó. Rồi, ok. Đây nè, ăn được kim nguyên bảo nè các bạn nhìn này nha. Nhìn nhìn phần quà ngay góc này nè. Đây. Hai nữa. Đó, kim nguyên bảo 2 viên. Đó. Kệ nó, đi đây. Viên 20 củ mà cho 3 viên. Đây là 5 viên là 100 triệu chưa? Đây được 3 viên nữa, vậy là được 200 triệu nha các bạn ơi. Đó, bổ xe ông già Noel, bổ xe tần lộc gì đó. Đó. Rồi rồi rồi, ok. Rồi bây giờ đi ghép không? Ủa sao nó không hiện cái khoan khoan, ủa sao nó không hiện cái bù? À bây giờ nó bù rồi. Ok, kim nguyên bảo như lên level 80 mấy nó mới mở hiểm hay gì á. Ủa, đây nhà qua VIP còn nè anh em. Trời ơi, vậy mà nãy giờ không hết nè. Thì có chán ghê chưa, có mấy gói quà VIP à. Rồi rồi rồi, xong luôn. Ok, thôi ơi hết hồn. Nè đầu, ủa sao mấy cái góc này ăn không được ta? Đậu tương đó. Ờ, hay luôn. Rồi nó bị kẹt rồi, để hót cây vô lại coi. Để heo hót cây vô lại coi. Không biết là nó bị gì không. Ok. Nhân vật. Bấm vô, à bây giờ nó mới vô nè các bạn. Đó. Ok, đây nữa nè, trời ơi. Đấy, 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 nhận quà vô số luôn. Rồi, bây giờ tới đây thì chúng ta có thể đi ghép kim nguyên bảo rồi đó các bạn. Đây, ghép, đó, 10 viên. Đây, 5 viên là được 5 củ. Đó, chúng ta ship lại. Chúng ta có cho mình đó là 220 triệu. Ok không? 1 ức, 2 ức, trời ơi. Sử dụng luôn, 3 ức, ok liền. Mê mê mê, hả? Kim nguyên bảo thì có thể vô shop đào bảo. Vô shop đào bảo có bán gì không? À, có bán đồ, có bán pet. Ôi, có bán thần ma luôn là thơm rồi. Bán skin luôn. À, bán trang bị, bán skin, bán thần thú, bán tài le hột mẹ. Không biết bán gì hết, mua hết cho rồi đi chứ nói làm gì. Ở đây bán pet nữa nè anh em. Đó, rất nhiều luôn. Vô tư, vô tư. Đó, thần ma đây chưa? Nhận chứ. Đây, tiêu viêm, ừ tiêu viêm, à chưa mở. Ô, con heo. Ê, đúng rồi. Bộ, ôi bộ này đẹp nè anh em. Wow, hồi nãy có thấy đâu, nhìn là nó xấu quá à. Ồ, giờ là nhìn ngon hơn rồi. À, có cánh luôn nè. Ok, đó. Cái này gì à? À, mấy cổ xe đồ này nọ, thôi mấy cái này để đây đi. Đó. Trời ơi, cởi heo chiến liền.
hợp tình hợp lý quá đi thôi. Rất nhiều event đâu nè. Đó. Phụ chuyện đăng nhập nhận vé tại à, cái này gì ạ? À, học biến à, ghép server, ghép trang bị gì đó. Dạ, đánh boss. À, đi đánh boss được luôn hả? Ok, yếu yếu như mình cũng đi đánh boss được nè anh em. Ui man, what the fuck. Boss 650. Thôi, ăn đòn. Đây, boss nè, đánh đi con đây nè. Vô, đó, đúng rồi, vô. Trời ơi, thấy vậy mà boss đánh mình không chết. Mình đánh boss cũng méo chết luôn các bạn ơi. Trời ơi, boss 600 mấy, mình chỉ có 2, 4, 6 6 triệu lực chiến mà con boss nó đánh mình không hấm nè. Cái này chắc mình đeo tầm nửa tiếng, 2 tiếng gì đó là mình giết được con boss rồi các bạn. U là trời, hôi hót cái đi bầu ơi. Chưa đủ trình để mình đi giết con boss. Boss thường boss đạn, đi tiêu diệt boss. Hoàn thành nhiệm vụ đánh boss mới mở được ra đậu thương đó. Vậy mà hồi nãy nó cho mình vô đánh boss. Ôi ôi à. Boss này là ra được mấy cái trang bị thánh nè hả? Thánh chi kiếm đồ này nọ. Ồ. Ôi bạn xếp hạng đồ này hơi diệt boss nè. Wow. Cái này phải chơi lâu lắm mới diệt được mấy con đó. Đó, nãy ăn nè ha, tích nạp nè. Thôi ơi, lụm. Ờ à, ok, không lụm được nữa. Đó, lên được VIP 18 rồi nha các bạn ơi. Đó. Ok, coi đây, VIP 18 lụm luôn. Ok. Rồi, link heo sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn ơi. Anh em nào có chơi thì có thể tải về tìm hiểu thêm. Ồ. Ồ, cái hình rọc này mới ta. Không, nó mới mà. Wow. Oh. Ok, thôi bye bye. Chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Ok, bye bye.